Nói đây nó thật luôn, còn ở ngoài tao hỏi chị em mới nói, tại vì khu vực này thì nó phải phá. Đúng ra là năm năm nay vừa rồi đó em làm khoảng 140 triệu. Năm trước nữa là cũng điều điều nhiều vậy đó. Cái tiền của gì mà ngoài năm bắt 140 chạy. Rồi có tính cái kỳ tính hai triệu đúng là chuyện bắt 140 triệu. Mà nhiều khi em có một số anh em người ta cũng như người ta cũng có xài thử á, mà người ta không có tin. Giống như nhiều khi em thì đa số bà con chia sẻ thật sự mà. Còn em nghĩ là giống như mỗi vùng đất nó khác nhau, nó sẽ không khác. Anh đứng này em đúc kết lại rồi, em đúc kết lại rồi, đất nào như đất nấy. Cái miếng đất này là bữa hổm là ai đều đi ngang là ai đều nói trời ơi, chết rồi, là bữa hổm em không có làm nghe. Cái này em làm miếng này rồi, cái miếng này ông già làm người ta đi ngang người ta nói chết rồi, tám ơi mày mày sao mày không tiếp ổng đi, chứ miếng đất ổng vậy rồi nước nó đỏ vậy rồi tôm nó gì nó vô cái chăn nước đó nó đeo vào chỗ á mà cái đậu đó chặt à. Cái em thấy gì cái đợt em bắt vừa rồi đó thì em đang bắt cái xong cái sẵn còi chim đó mới quậy hai hai bịch em tạ, thì trong khi có 4 ngày là tôm im lại luôn. Ghê vậy hả? Im lại thì bữa nay là em bắt mới nghỉ bữa nay nè là nó nó hết bắt đỏ luôn, nó hết hết mé đỏ luôn, luôn con tôm về chắc lội về, lái lại cân liếng nó lại cân nó mê nữa hết tiền mé luôn, khác hết biệt teo luôn bây giờ nó bự tàu vậy bá vậy là anh nói vậy là vuông nào vuông mé vậy là mấy cái vuông kia người ta bị gì mà sao nhiều khi người ta nói không hiệu quả là do đâu ta? Do thứ nhất là đánh không 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 đủ liều. À, là nghĩa là bây giờ em nói anh ví dụ cái gối đó là quy định 5 công đi, đúng rồi. Thì trong khi 5 công này nước anh quá sâu đi, nước nhiều rồi cái thứ nhất cái thứ hai của anh quá trời ô nhiễm nó quá nặng đi, bị nặng quá đó, bắt buộc anh phải đánh 2 gối. Tôi nói anh Tấn á, thì nhiều khi cái nông dân mình mà nghe thấy cái tiền thì nó hơi ngán, con tôm không có bắt thì ai không đều ngán. Nhưng hiện tại á mình thử nghiệm là một lần đi, bây giờ mình đánh 2 gối đi, một nhịp dịp thứ hai có khoảng chừng tuần lễ sau đánh thêm 2 gấu nữa rồi tôi hứa anh là ý xì như chúng kính chứ đừng có nói năm năm công mà vô gối anh đánh không có đủ liều nó không bây giờ nó tác dụng gì mà mình chưa thấy gì trơn cái mà mình bỏ rồi phải không? Chưa chân nản chụp nản hồi đó em mới mua về em nản dữ lắm cái em mới nói vợ nó chết rồi mua 2 bịch 360 ngàn rồi sao rồi cái vợ nói ai biết thì anh thử coi bị mấy chuyến trước mua là rồi xong cái em thử về mới biết nè. Là lúc đó em đi sân nước á, là cái tay em nó đóng, tại mình lãnh nhà mình làm đó rồi mình tự sơn rồi đó, cái tay đóng rồi, những cái này kia nó đóng ghê lắm. Cái em đi tạc giáp giọng trơn vô cái móng tay em trắng thôi, vợ em nói rồi, xong cái móng tay anh nãy giờ anh tẩy gì mà trắng vậy, nó nãy giờ đi tạc quá rồi chim, nó nói rồi, nó nói gì là được đó anh, nó nói gì là được đó anh, em mới nghiên cứu đó, em mới nhớ trực lại đó. Nó hay á, nó hay, không anh nói hay đó. Xong cái vấn đề này em mới khám phá ra nè, người ta chỉ là vỏ khóm, đi ủ với men rồi đó, các thứ là em dám kêu vợ em đi lấy vỏ khóm ngoài chợ là mấy người bán đó, lấy về là tính ra là bọc bữa không, rồi em xử lý các thứ luôn không được luôn, đó là cái cuối cùng là cái thằng gọi diêm mới được đó. Người ta nói là vỏ khóm nó xuống nó tẩy cái chất chua nó tẩy thúi tẩy đầu tẩy đâu anh Tấn rồi tẩy xuống tôm chết luôn. Tôi nói bây giờ ăn cá em không ăn cá thử em làm là tôm chết liền luôn nè. Cái vỏ khóm mà anh đi nấu đi ha, nấu anh để sống rồi anh ủ thì còn đỡ nghe, anh nấu chín rồi ha là anh lấy cái nước khóm đó anh đi tạt lên tôm chết queo luôn. Hư gan hết trơn, banh cái gan lại chơi luôn, phù gan ra luôn. Em thử thí nghiệm, em dám bắt tôm vô, dám cắt mấy cái gai, em thử thí nghiệm thử mà dám nuôi lại con tôm qua tới tháng sau chà bá luôn đó. Hình như cái này chục chỉ nè. Chỉ này láng em giờ nhiều trong lắm. Trong ống đó giờ em vớt cái chinh chảng cái là ổ nhóc luôn. Không nước anh rất là đẹp mà vỏ đậu mà nhà rất là tuyệt vời, mà anh tính ra anh nuôi là cũng 2 năm liên tục rồi trúng không, mà chỉ xài cái gùi diêm không mà trời, chứ men ít thì nghe mồi men ít thì nó cũng tạt màu nước, nó cũng thằng đó đặc điểm hay cái vấn đề này nó là xử lý chậm, xử lý đất thúi này chậm luôn. Nó là hết tiệt luôn nha, mà nó chậm, nó là nghĩa là nó chậm thời nó gian từ từ đúng rồi nó từ từ lên thiêu quỷ là đất kèm là hồi cái mùa vụ mà người ta nước ngọt đó người ta không nuôi gì đó, em nuôi phả cua em bắt cành không cứng ngắc. Còn cua người ta không có cứng, nó mềm gần tôm của này nhỏ em nè, nó mướn trên miếng này nó làm trên đầu đất em nè.
Nó nói anh Tám ơi, cái gì mà thả gì quanh năm suốt tháng, bắt toàn là tôm, nó mềm mềm khâu, không bán gì được cái trên, rồi từ từ nó ngủ nó chết luôn. Đó. Rồi bữa hổm tội nghiệp con nó đằng này nè, rồi là tôm á là nó nổi đầu nó lội suốt luôn anh, rồi đầu nó mua gieo mua đồ người ta chỉ cũng nhiều lắm, rồi nó dục cũng đâu hết. Cái chụp bữa hổm em đặt lú thẻ, nó đang ngồi trên chỗ quán đó, nó thấy em nhóng cái lú lên một cái, trời trong nhà chạy gồ quá chừng quá trời luôn, cứng lú cứng luôn xây sòn đấy. Rồi nhiên nó than, nó nói cậu quê giờ cậu chỉ con này chứ giờ cái láng con nuôi mấy năm nay nó không được chứ. Nó hồi giờ á rồi diêm sẵn ở đây, bữa hổm anh Tấn ông đem xuống tặng anh là 10 bịch á, thôi giờ cậu để cho con 2 bịch, con đem đẳng con tạc xuống thử đi. Thì nó về nó tạc rồi im, rồi bữa hổm nó mới bắt đây là 31 con nè. Wow, màu thì anh Tấn hơn để xuống nó im rồi tôm nó bóng giận à. Tính ra vậy là anh đánh giá là cái số ít gì xì 39 với cái bộ men của mình á là rất hiệu quả ha. Hiệu quả thì dùng giá gai này là xài rất là tốt luôn. Cái đề kháng con tôm da quá này nó là cái đề kháng nó mạnh. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái mức độ nó lớn là bữa con hơn hơn xuống mình dữ lắm. Ví dụ xuống mình thường thường á đây nói ai nó tài, em dám khẳng định ai nó tài với em. Con xuống mình xuống mà nói là địa phương này á thì trong ít nhất cũng từ 4 tháng rưỡi anh mới bắt được hàng 3. Em nói hứa luôn đó. Còn chuyến gọi em thả mới có 1 tháng 20 ngày là em vô 27 con đó. Người ta nói anh nó dốc làm sao? Người ta nói em nó dốc. Xung quanh người ta có nói anh nó dốc không? Hả? Xung quanh người ta có nói anh nó dốc không? Cuối cùng biết. Cuối cùng biết. Sao biết? Cuối cùng mình bắt rồi người ta mới biết. bắt rồi người ta không tin. Anh bắt có vài con này. Đúng rồi, mới đặt cái người ta nói xuống cụ xuống cạn. Thế cuối cùng em đặt đâu vòng vòng mà nó chạy không đột sức cái một nghe. Chạy nó kéo em gần tháng cứng thế. Là bắt một tháng liên tục luôn. Tháng liên tục nó chạy không giữ. Điều vậy nó bắt dài á. Dài rồi từ từ nó bự luôn anh. Ừ. Từ từ nó bắt lên còn 19 con. Vậy ta mấy tuần mấy tuần. Dạ. Rồi nếu mà vậy thì sau này không em về dặn cũng nhiều lắm. Một bữa hôm em bắt cái đệm thẻ đó. Rồi giờ em lượt lại là còn nhiều lắm. Sai mấy sợ chưa? Không biết. nó về nhiều loại lắm. Có con có phát thì bữa hôm bắt ra. À, lên cân là 13 con ký đó. Wow. À, 13 con, mấy con cụ. Còn dài chú 34 con ký là dưới đây cũng nhiều. Cái hồi nó chúng cái gì cũng chúng chương trình. Không phải, đúng không? Mình không phải là cái diện chúng mà mình nói chung á, mình làm phải có châm dầu châm mỡ rồi vô nó mới ngon chứ. Châm dầu châm mỡ rồi vô nó mới ngon chứ. Sự thật mà muốn thả mà bắt hên xui thì không có đâu, chua lắm. Em thấy rồi. Còn cái này là anh làm quanh năm chứ đâu có làm lúa hả anh ta? Quanh năm luôn phải không? Hình như thả nói hoài luôn chứ đâu có. Hình như hồi đó lúc trước ông già ông làm là ông thả tới cái mùa nước ngọt này nè anh Tức. Là hết vụ này nữa là động ngơi rồi bỏ rồi. Còn em là em vô em làm là hình như là không có tháng nào em bỏ hết. Bỏ không làm luôn. Là liên tục luôn. Liên tục luôn. Em có tới bên đằng biên là nuôi 4 năm nó không xanh rét luôn chàng. À dạ. Nó chỉ đánh men không. Anh nói đúng. Cái đó nó đúng. Chính xác luôn. Là cái mương này bữa hổm nó thúi trái đen luôn nè. Á, nó đen thui luôn. Hốt đất lên đen thui luôn mà bữa nay trắng toàn luôn. Ghê vậy? Ừ. Trắng toàn luôn đó. Tụi bữa hổm như nước già anh đứng luôn. Bữa hổm nước đen đậm lắm. Mà nó thúi đứng đây chuyện mẫu sao. Mình có gông á. Có gông không nhiều. Nhưng cái láng đừng nói là có gông này là dở là sai. Có gông á thì thấy nó chừng nào nó nhiều đi gom lại cho nó chóc chân lên đi rồi đem lên bờ phơi cho nó gáo gáo khô rồi đem lại xịa như xịa đóng vậy đó. Như của em đó, em bữa anh đi anh gọi đèn ngoài chỗ đó là giữ tôm luôn. Mồi dữ lắm. Mồi anh đem đó. Gông nuôi trồng không? Đúng rồi, này là gông bắt tre. Bắt tre hả? Nó còn hay hơn nuôi trồng nữa. Tôm cua về dưới đây dịch dày luôn. Em chuyển bên đây nè. Thì bữa hổm bắt thẻ chuyển. Mình giờ mình cứ đây định kỳ mình cứ đánh men vậy thôi. Em không bây giờ đó em đánh quá trời anh tính vô dôi gieo quá. Thôi. Cái vụ mà ngạt oxy hình như là tới cái vụ rồi là một tháng nó khoảng chừng 7-8 lần vụ ngạt oxy. Tới cuối cùng em phát hiện thằng gồi diêm rồi em không còn mà đánh gieo đánh biết gì. Thằng quanh năm không ngạt oxy gì đâu. Không ngạt cái gì chứ. Đứng gió mấy ông này làm gì thấy gì đâu mà đặt lú cái đổ vô tôm chết nhóc của em không có. Để tới sáng mình thôi. Hay không?
đi vòng vòng bên có ốc gạo không ta? Trời, ốc gạo bên đó dài nhóc. Nhiều không ta? Nhiều. Nó tắp với gió. Nó tắp mấy gió mà. Tại ông gầy gió này đi qua. Mà nó hay lắm, tưởng rồi nó ăn mau quá ông ơi. Tôi mới đem qua chổng gà hôm qua, về lại quay qua quay lại là hết đêm là. Ủa, anh nuôi trong nhà hả? Nuôi cặp mé mương đó, rồi đầu mình tạt qua cái men xuống. Đây hồi coi cái mương nuôi ốc gạo anh nè. Với cái nói chung không phải là em cái mương đó em nuôi, mà cái mương đó của ông anh, ông sổ nước ra vô ở dưới sông này nè. Đó rồi xong cái em lấy rồi diêm đá cái men mà SCC39 đó em tạt lâu lâu chừng 5-7 ngày em tạt. Bây giờ lại dưới đó dày ốc gạo luôn. Mà nó cũng xanh dữ dằn luôn. Xanh ghê lắm. Anh có để mấy cái gom khô cỏ khô gì không lên đi? Nó tự ở đó là có gom có cỏ thằng lắm nha. Vậy hả? Mà nước ngọt hay gì hay nước mặn? Nó cũng nước như của mình vậy nè, có khoảng 25 ngàn. Nếu mà anh nãy anh nói là nó ốc gạo nhanh vậy là tôm ảnh còn nhiều lắm. Nhiều. Em vớt em đi qua đây nè, em vớt em bỏ ra bữa nào em vớt đóng đi đó.